Quý khán giả thân mến, khi chúng tôi phát sóng chương trình Từ Trái Tim Đến Trái Tim, đều mong muốn các hoàn cảnh trong từng tập phát sóng sẽ được những khán giả cũng như mạnh thường quân gần xa đồng cảm chia sẻ, cùng lan tỏa những yêu thương, chung tay giúp đỡ cho họ vượt qua nghịch cảnh, vượt qua bệnh tật. Vì ở cuộc đời này, điều quý nhất có lẽ là sức khỏe, đúng không quý khán giả? Xin chào quý vị khán giả. Thì hôm nay thì chương trình Từ Trái Tim Đến Trái Tim của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh có mặt tại nhà của một nhân vật của chương trình. Sau đây thì anh Thảo sẽ có phần trò chuyện cùng với lại gia đình để tìm hiểu về hoàn cảnh hiện tại của gia đình là như thế nào. Và hôm nay, chương trình này tiếp tục chia sẻ đến quý vị khán giả hoàn cảnh đang cần được yêu thương của hai em học sinh đang học tại trường tiểu học Phước Vinh A, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Tên là Nhã Kỳ, con mong ước ông bà cô chú giúp cho con chuyện học. Con hứa con sẽ học tập tốt để cảm ơn ông bà cô chú. Mong là sẽ có thật nhiều tình yêu thương đến với các em. Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 5 tháng 11 năm 2024 trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh, app Tây Ninh TV cùng các hạ tần số của đài. Mời quý vị khán giả cùng đón theo dõi.